Nếu như bạn muốn biến chiếc máy Fujifilm này trở nên gọn gàng như là những cái dòng máy X100 thì đây sẽ là cái ống kính mà giúp chúng ta thực hiện hóa được điều đấy. Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả channel YouTube của mình, và mình là Kiệt Nguyễn. Trên tay của mình đây là chiếc lens 27mm f2.8 và cũng được mệnh danh là một trong những chiếc lens bé nhất mà Fujifilm đã từng sản xuất. Tuy là cái chiếc ống kính này khá là mỏng nhẹ nhưng mà để sở hữu nó thì chúng ta sẽ cần phải trả một cái giá không hề nhỏ một chút nào. Nhưng liệu với cái giá thành như vậy thì nó có xứng đáng với chất lượng mà ống kính này đem lại hay không? Giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu video của tuần này thôi nào. Hiện tại thì mình đang sử dụng Fujifilm X-T5 cùng với cả lens 16-55 cũng như là chiếc lens Yongnuo 50mm f1.8 cho tất cả các nhu cầu quay phim và chụp ảnh của mình. Mặc dù là cái chiếc X-T5 này gần như là có tất cả những công nghệ mới nhất của hãng, nhưng mà đối với bản thân mình ấy, dạo gần đây mình thấy là cầm những cái chiếc máy to co như thế này thì nó sẽ khiến cho cái cảm giác chụp và cảm hứng chụp ảnh nó bị suy giảm đi khá là nhiều. Và dạo gần đây thì mỗi ngày mình đều mang cái chiếc X100T này theo người vì nó rất là nhỏ nhẹ và nó cũng tạo cho mình một cái cảm hứng chụp mỗi khi mà mình lấy nó ra. Tuy là cái chiếc máy này rất nhỏ gọn và rất là tiện để chúng ta có thể mang theo mỗi ngày, nhưng mà cái chiếc ống kính mà nó đang sở hữu là một chiếc ống kính gắn liền với thân máy và chúng ta không thể thay thế được. Và cái tiêu cự chiếc ống kính này là 23mm. Với cái tiêu cự này thì đối với cái nhu cầu của mình ấy thì mình thấy là nó hơi rộng một chút. Nếu mà bạn chụp phong cảnh thì khá là ổn, nhưng mà nếu mà chụp chân dung hay là chụp đời thường ấy thì mình nghĩ là nó khá là rộng để mà chúng ta có thể chụp được thoải mái. Và nếu như bạn lại còn sử dụng thêm một chiếc ống kính 50mm trên một cái body crop như thế này thì cái góc nhìn của chúng ta sẽ khá là chật hẹp đấy. Ở giữa tiêu cự 23mm và 50mm thì mình đã có 27mm ở đây, một tiêu cự không quá rộng và cũng không quá hẹp, và theo mình cảm nhận là nó rất là phù hợp với cái nhu cầu hàng ngày của mình. Thì cái chiếc ống kính này đáp ứng đầy đủ các cái nhu cầu như là nhỏ, gọn, nhẹ và có thể đa dụng trong nhiều góc chụp. Và cái chiếc ống kính 27mm này nó sẽ có hai phiên bản, và bản mình cầm ở trên tay đây là phiên bản đời thứ hai. Đời thứ nhất và đời thứ hai nó sẽ khác nhau là nó sẽ có một cái vòng khẩu độ ở đây, cũng như là nó sẽ có thêm khả năng là kháng thời tiết. Nhưng mà ở trên chiếc ống kính nhỏ gọn này thì nó lại có thêm một cái tính năng rất là thú vị, đó là khi mà bạn vặn về cái chế độ A ấy, tức là auto khẩu độ ấy, thì cái vòng khẩu độ này của chúng ta nó sẽ được khóa lại bởi một cái chốt ở đây. Và nếu như bạn muốn thay đổi khẩu độ thì chỉ cần ấn vào cái nút này và xoay. Với kích thước khá là nhỏ con như thế này thì cái đường kính filter của chiếc lens này nó cũng khá là khiêm tốn khi chỉ là 39mm. Và chính điều này sẽ giúp chúng ta có thể tiết kiệm được khá là nhiều tiền khi mua filter, vì giờ đây chúng ta chỉ cần mua một cái filter chỉ 39mm. Và từ đấy thì chúng ta có thể đầu tư thêm một chút để mua được những cái filter chất lượng cho chiếc ống kính này. Với cân nặng chỉ 84g và độ dày chỉ 23mm thì cái chiếc ống kính này sẽ biến mọi chiếc máy Fujifilm trở nên gọn gàng như là những cái dòng máy X100 như thế này. Tuy là tiêu cự của cả hai chiếc máy này thì có khác nhau đôi chút, nhưng mà tin mình đi, chỉ cần chúng ta có một chiếc máy nhỏ gọn nhưng mà đủ mạnh mẽ thì cái việc chụp ảnh của chúng ta sẽ trở nên thuận tiện hơn rất là nhiều, và nó sẽ mang lại chúng ta khá là nhiều cảm hứng khi mà chụp đấy. Không những thế thì cái chiếc 27mm này nó sẽ được làm chủ yếu từ kim loại, và chính cái điều đấy sẽ giúp cho chiếc lens này trở nên bền bỉ hơn trong nhiều điều kiện chụp. Về chất lượng hình ảnh cho ra từ chiếc 27mm này thì khá là ổn định. Màu sắc đậm đà đặc trưng của Fujifilm sẽ được tái hiện rõ nét thông qua chiếc ống kính này. Mặc dù vậy thì cái chiếc lens này vẫn lộ ra một vài điểm yếu như là trung tâm thì sắc nét, nhưng mà phần rìa thì chưa được sắc nét cho lắm nếu như bạn đang chụp vào khẩu độ 2.8. Và tất nhiên khi mà chúng ta khép khẩu độ lại thì những cái điều đấy sẽ được giải quyết hoàn toàn. Và có một điều nữa bạn nên chú ý, đó chính là những cái dòng lens 23mm trên X100 ấy thì nó có khẩu độ là f2, còn những cái dòng 27mm này thì khẩu độ lớn nhất là f2.8. Tuy là chỉ chênh lệch một chút xíu như vậy thôi, nhưng mà khi mình chụp với X100 ấy cùng cảm biến như vậy, nhưng mà với f2 chúng ta sẽ cảm giác là nó xóa phông được nhiều hơn, và từ đó ảnh của chúng ta sẽ cảm giác là có được chiều sâu hơn khá là nhiều so với việc là sử dụng f2.8. Tất nhiên là cái điều này sẽ tùy thuộc vào gu của mỗi người, nhưng với bản thân mình thấy là với f2.8 thì nó sẽ chưa tạo ra được cái sự nổi khối và xóa phông mạnh mẽ cho lắm. Hiện tại thì mình đang lắp chiếc 27 này lên trên X-T5. Tuy nhiên ở chiếc ống kính này nó sẽ có một cái vấn đề mà bất kỳ ai bấm chuột cái bức ảnh đầu tiên sẽ nhận ra ngay. Đó chính là khi mà chúng ta lấy nét ấy, là cái ống kính này của chúng ta nó sẽ hơi thò thụt, và cái động cơ ở trên chiếc ống kính này nó cũng sẽ kêu hơi to một chút. Và cái điều này sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới cái trải nghiệm khi mà chúng ta chụp. Nếu như bạn cầm chiếc ống kính này để mà chụp bạn bè này, gia đình hay là đi du lịch ấy, thì thật sự rất là đỉnh, vì nó rất gọn gàng cũng như là hiệu suất mang lại thì không đến nỗi tệ. Nhưng đấy sẽ là chụp thôi. Còn nếu như bạn sử dụng chiếc ống kính này để mà quay ấy, thì mình nghĩ là nó không nên cho lắm, bởi vì cái hệ thống lấy nét của chiếc máy này sẽ không quá là mượt mà, và nó sẽ không thiên cho những ai mà quay phim với chiếc ống kính này. Và trên đây là những đánh giá cũng như là trải nghiệm của mình với chiếc 27mm f2.8 này của Fujifilm. Một chiếc lens nhỏ gọn nhưng mà chắc chắn sẽ mang lại nhiều cảm hứng cho bạn khi chụp.
Tuy nhiên là cái chiếc ống kính này sẽ còn tồn tại một vài khuyết điểm mà cần được khắc phục cho những phiên bản tiếp theo. Để làm ra video này thì mình đã thuê chiếc ống kính 27mm f/2.8 này tại tạp hóa Fujifilm. Đây sẽ là nơi giúp bạn có thể trải nghiệm được nhiều mẫu máy cũng như là các loại lens của Fujifilm với mức giá rất là phải chăng. Và mọi thông tin cụ thể thì mình đã để ở phía dưới của video rồi đấy. Ngoài ra thì nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi gì về chiếc ống kính này hay là những câu hỏi liên quan về Fujifilm thì cứ mạnh dạn comment ở phía dưới nhé. Bên cạnh đó thì nếu như bạn thấy video này hữu ích với các bạn thì đừng quên ấn like và subscribe channel của mình. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.